xin chào các anh chị, mến chúc các anh chị được sức khỏe và bình an. hôm trước thì tôi để cái điện thoại ở trên xe để mà quay những cái cung đường rợp bóng cây xanh ở bên ngoài cái khu dân cư nghĩa là nó là đường nội bộ nhưng mà nội bộ ở bên ngoài hôm nay thì tôi dùng cái camera hành trình tôi cầm ở trên tay và chạy chiếc xe đạp điện để quay cận cảnh các ngôi nhà trong khu dân cư, trong cái khu phố mà tôi đang sinh sống để các anh chị có thêm thông tin. Đây là những thước phim tuyệt đẹp và vô cùng công phu. <laughs> Xin lỗi dùng từ công phu thì không có đúng. Mà nó là chứa đựng cái công sức của tôi giữa trời nắng mà tôi cầm cái camera hành trình ở trên tay và chạy trên chiếc xe đạp điện để quay cận cảnh. Các anh chị thấy những ngôi nhà tuyệt đẹp tại cái khu vực này như đã đề cập ở video trước video này chúng ta cũng thấy là tất cả mọi nơi liên quan nơi nào mà có người dân ở thì nơi đó có rất nhiều cây xanh và cỏ xanh mảng xanh chúng ta thấy và những ngôi nhà đặc biệt là tại tiểu bang texas thì nhà rất to nhà rất bự có nhiều phòng có nhiều cái chức năng để sử dụng ở trong nhà và những ngôi nhà như thế này hoàn toàn có thể thiết kế không phải là thiết kế mà nó có sẵn như vậy cái phòng làm việc ở trong nhà bởi vì sau cái kỳ đại dịch thì chúng ta thấy sự phát triển của công nghệ cho phép nhiều người vẫn làm việc được ở nhà với đầy đủ những cái trang thiết bị như là ở văn phòng thì hôm nay tôi quay cho các anh chị xem cận cảnh trước cửa những cái ngôi nhà đây các anh chị thấy mật độ dân cư ở mỹ thì nó vừa phải nó không quá đông đúc để đảm bảo cái sự yên bình, sự thoải mái trong một cái không gian thoáng đảng. Hôm nay là một ngày trưa hè tuyệt đẹp với nắng vàng rực rỡ. Cho nên tôi quay cái hình thì nó sẽ rất đẹp như các anh chị thấy. Cái hình này là nó lấy trực tiếp từ camera hành trình tôi tháo ra ở trên xe hơi để tôi cầm tay tôi quay. À, khi mà chạy cái chiếc xe đạp điện để mà nó không có quá nhanh, các anh chị có thể nhìn nó rõ được. Các anh chị thấy không? Đây là cái cái nơi mà dân cư sinh sống tuyệt đẹp. Cái mục đích tôi làm cái video này đó là cung cấp thêm thông tin về nhà ở cho khách hàng của chúng tôi là những khách tham gia cái chương trình đầu tư EB5 sang Mỹ để định cư cũng như chương trình lao động định cư EB3 sang Mỹ để lao động và được cấp cái quy chế định cư lâu dài. Dù xem qua hình ảnh như thế Nhưng mà chúng ta đã thấy cái không gian đó vô cùng tuyệt, tuyệt vời Cái kiến trúc của các ngôi nhà thì đa dạng phong phú Nhưng mà cái đặc tính kỹ thuật của ngôi nhà Phải đảm bảo cái quy chuẩn quốc gia của Hoa Kỳ Nghĩa là kiến trúc anh có thể vẽ theo kiểu nào xây dựng theo kiểu nào để nó đa dạng phong phú trong một cái dự án bất động sản nhưng mà những cái yếu tố về cái kỹ thuật về những cái vật dụng liên quan tới điện đớm ở trong nhà máy lạnh máy điều hòa nhiệt độ máy sấy máy giặt công tắc đèn vân vân tất cả nó đều có những cái quy chuẩn quốc gia để đảm bảo là cái người dân họ di chuyển tới tiểu bang này tiểu bang nọ họ cũng không ngạc nhiên với những cái vật dụng được sử dụng ở trong nhà đó là cái đặc điểm về xây dựng ở mỹ rất đặc thù và đây là cái cung đường mà cho phép mình có thể nhìn rõ những cái ngôi nhà khi mà mình di chuyển trên cái cung đường này các anh chị thấy đấy một trong những cái đặc điểm ở thành phố houston khu vực thành phố houston đó là nó có rất nhiều hồ nhân tạo khi người ta xây dựng xây dựng những cái khu nhà ở đó thì người ta làm rất là nhiều cái hồ để tạo cái không gian mát mẻ tôi chuẩn bị chạy ra một cái hồ để cho các anh chị xem nó đẹp như thế nào các anh chị nhé. Cỏ xanh người ta trồng rất đẹp. Ở tiểu bang Texas thì khí hậu nó có bốn mùa rõ rệt, tức là xuân, hạ, thu, đông. Vào thời điểm này là mùa hè cho nên khí hậu nó hơi nóng, nhưng mà cái nóng rất dễ chịu và chỉ khoảng 5-6 giờ chiều thì nó mát mẻ trở lại với những làn gió mát chứ không bị oi bức. Cho nên buổi trưa hè khi mà chúng ta mặc quần sọt, áo thun đi dạo thì rất lý thú. Đặc biệt là đi một cái vòng quanh những cái hồ như thế này thì cái tâm trạng của chúng ta sẽ vô cùng thoải mái, bình an và đầy cái sự thưởng thức ở trong đó. Để chúng ta thấy xa xa có một vị đang ngồi câu cá ở trong chiếc hồ. Phía trước đó là cái khu vực mà người ta làm mấy cái trò chơi vận động ngoài trời cho mấy đứa nhỏ ở trong xóm hay là trong khu phố. Cái khu dân cư nào thì cũng thường có những cái trò chơi cho trẻ em như thế này các anh chị và các bạn thấy đấy. Rất đẹp, rất thanh bình nhưng mà đang là buổi trưa cho nên có lẽ mấy đứa nhỏ nó đang ngủ chúng ta không thấy đứa nào ở đây hết. Nhưng mà chiều chiều là tụi nó bắt đầu ra chơi. Bây giờ tôi sẽ chạy xe đạp một vòng hồ để cho các anh chị thưởng thức những cái cảnh đẹp, cái cách thiết kế những ngôi nhà ở xung quanh cái hồ mà người ta làm trong cái khu dân cư. Người ta đào cái hồ và người ta thiết kế có vòi nước phun lên để cho chúng ta thưởng thức và đặt những cái băng ghế để cho mình ngồi, mình ngắm cảnh. Hiện nay là buổi trưa cho nên chỉ có, hình như chỉ có mình tôi cầm cái camera và chạy trên chiếc xe đạp để quay những cái cảnh đẹp này nhằm mang tới những thước phim phục vụ cái nhu cầu thưởng thức của khán thính giả của tôi, đặc biệt là những khách hàng mà tham gia cái chương trình lao động định cư và đầu tư định cư sang Hoa Kỳ do công ty của chúng tôi tư vấn. Cái hồ này thì tôi ước tính nó chắc cũng gần bằng cái hồ Xuân Hương ở Đà Lạt. Chắc nhỏ hơn, nhỏ hơn nhiều. Tuy nhiên, cái phong cảnh thì rất thoáng mát bởi vì người ta bố trí dân cư và những cái ngôi nhà nằm liền kề nhau. Mà chúng ta biết là đất đai ở Texas rất là rộng lớn, cho nên chúng ta không thấy đông người và mỗi cái ngôi nhà cũng chỉ là vài thành viên thôi nhưng nó to đùng. À, tôi có thể ước tính ví dụ như cái phòng khách của từng ngôi nhà như thế này nó có sức chứa à, ngồi theo cái kiểu mà ấm áp với nhau đó thì nó có sức chứa khoảng 5 60 người lần đó các anh chị, mỗi cái phòng khách. Nhưng mà thực ra cái gia đình chỉ có từ 3 đến 4 người thôi. Cho nên cái không gian nó thoáng đảng Mình vẫn thấy nhà rất nhiều Nhưng mà dân cư thì Mình không thấy có nhiều người Là bởi vì mỗi cái gia đình như vậy Sở hữu một cái một cái nhà Và cái ngôi nhà này nếu ở Việt Nam Thì người ta gọi là những cái biệt thự <laughs> Gọi là những cái biệt thự Tuy nhiên nhà cửa ở Texas Thì giá nó rẻ Nó rẻ hơn Sài Gòn và Hà Nội Rẻ nhưng mà đẹp Và chắc chắn Nói chung, là nó tọa lạc ở những cái vị trí mà người ta thiết kế những khu bất động sản như thế này. Các anh chị thấy là nó tuyệt vời. Những cái căn nhà ở đây á, thì nó có giá khoảng chừng từ 500 cho tới 700 ngàn đô mà thôi. Chứ nó không có mắc. Chúng ta thấy phong cảnh thiên nhiên nó thanh bình đến nỗi mà có những cái con vịt trời nó đi thẫn thơ và nó không hề ngại. Khi gặp người như thế này tôi dừng xe lại một chút tôi quay cho các anh chị thấy đó có mấy con vịt trời đó. Thấy không? Đằng kia có một con đứng dưới gốc cây. Và ở đây cũng có một con đang đứng dưới gốc cây. À, tôi đứng sát bên đó nhưng mà nó không hề e ngại gì hết. Chứng tỏ là cái không gian rất thanh bình và người ta không bắt nó để nhậu. <laughs> Các anh chị thấy đấy. Không những là vịt trời mà cả vịt sim nữa. Tới mùa thì nó đẻ dọc theo cái bờ hồ rất là nhiều. Nếu mà mình thích thì mình có thể đi lụm trứng đó mà mình muốn ăn cũng được. Không có vấn đề gì hết. Ngay tại cái nhà của tôi là có 7 8 con vịt sim. Cứ tới mùa hè này, mùa xuân thường là vào cuối xuân đầu hè là nó bắt đầu nó đẻ và lụm trứng lần là cả rổ như vậy. Các anh chị thấy đấy, rất là thanh bình. Đây là một cái vùng đất, đây là một cái xã hội rất phát triển. Nó thuộc quốc gia Hoa Kỳ chúng ta đều đã biết và Hoa Kỳ là một cường quốc số 1 ở trên hành tinh này. Vì thế trong cái đời sống của họ về mọi phương diện những cái thiết kế của họ để phục vụ cho đời sống của người dân, họ đều rất chú trọng để nâng cao cái chất lượng sống của người dân. Cho nên tôi quay trực tiếp những cái cảnh đẹp như thế này trong khu dân cư để cho các anh chị có thêm thông tin đặc biệt là cho khách hàng của chúng tôi. Nhân tiện thì tôi cũng thưa với các anh chị và các bạn là công ty của chúng tôi vẫn tiếp tục thụ lý hồ sơ lao động định cư sang Hoa Kỳ chương trình EB3 và hiện tại có những công việc được bố trí rất tốt bởi vì công ty của chúng tôi cùng với các công ty đối tác đã thiết lập được những sự cam kết, những mối quan hệ với các hãng lớn của Hoa Kỳ để tuyển dụng lao động của Việt Nam sang Hoa Kỳ làm việc và được cấp cái quy chế định cư vĩnh viễn. Nghĩa là sau khi mình đã định cư 5 năm tại Hoa Kỳ thì mình thi quốc tịch để trở thành người Mỹ. Đây là một cái chương trình rất nhân văn mà hầu như chỉ có Hoa Kỳ là quốc gia số 1 trên thế giới cho phép cái người lao động từ nước ngoài vào Hoa Kỳ và được cấp quy chế định cư để trở thành người Mỹ. Đây là một cái chương trình rất là nhân văn cho nên các anh chị và các bạn có thể nhanh chóng liên lạc với tôi để được tư vấn cụ thể. Cái số liên lạc thì các anh chị sẽ nhìn thấy ở dưới cái video clip này ở phần bình luận. Nếu coi ở trên YouTube thì nó cũng nằm ở phần bình luận và coi ở Facebook thì nó cũng nằm ở cái phần bình luận để cho các anh chị dễ dàng liên lạc. Cái hồ này nó tuyệt đẹp các anh chị. Người ta làm cái chỗ để đi ra ngắm như thế này. Tôi quẹo xe đạp vô đây để cho các anh chị xem. Đấy, mình ngắm cái phong cảnh vô cùng thoáng đảng, thanh bình và tuyệt đẹp. Nước thì trong xanh, hoàn toàn không có sự ô nhiễm nào cả bởi vì cái khoa học trong xây dựng của họ khi mà thiết kế những cái hồ nhân tạo này họ đã thực hiện cái vấn đề kỹ thuật để đảm bảo làm sao nước trong hồ lúc nào cũng trong lành chứ không có cái vấn đề ô nhiễm với lại người ta cái người dân mỹ họ không có xả rác bừa bãi cho nên cái hồ một khi đã thiết kế thì chúng ta thấy nó luôn luôn như thế này đó bây giờ chạy lên cái chỗ khu vực mà có chơi của mấy đứa nhỏ này để rẽ sang một cái tuyến đường khác quay thêm những cái cảnh đẹp để cho các anh chị cùng thưởng thức các anh chị có muốn sống ở một cái khu vực như thế này không rất thích đúng không à, nhiều người nói sao mà nhìn thấy nó không thấy người ở đâu à, là bởi vì giữa trưa đó tới chiều một chút đó thì cũng có người dĩ nhiên là nó không có đông lắm bởi vì nó là khu dân cư và trong từng ngôi nhà người ta cũng có những cái sân vườn những cái khu vực người ta sinh hoạt trong cái khuôn viên nhà người ta cũng được ý ta muốn nói là cái mức độ dư thừa về đất đai về không gian ở tiểu bang texas này khiến cho chúng ta có cảm giác là nó vắng nhưng mà thật ra nó không vắng đâu các anh chị nó vẫn có nhiều người đấy chỉ vì là người ta đang sinh hoạt ở trong nhà người ta mà thôi còn đây là cái không gian dư thừa ở bên ngoài thỏa mãn cho tất cả những ai muốn bước ra ngoài và có không gian đi dạo thì người ta thiết kế đến mức độ như vậy. Và đây là cái khu dân cư nội bộ các anh chị cũng đã nhìn thấy. Dù tôi sinh sống ở đây nhưng mà lúc nào tôi bước ra ngoài thì cũng thấy một cái sự nó thoải mái, nó thanh bình, nó tuyệt đẹp. Và nó rất là thỏa lòng khi mà được sống tại cái khu vực này. Bây giờ tôi dừng lại một chút để cho các anh chị chiêm ngưỡng những cái ngôi nhà người ta thiết kế hai bên bờ hồ theo cái vòng tròn để cho chúng ta thấy các anh chị thấy không rất đẹp rất thanh bình cho nên cái sự phát triển của con người khi mà sinh sống trong một cái không gian này nó đảm bảo cho chúng ta được làm những cái công việc mà chúng ta yêu thích và cái đời sống nó không có bị căng thẳng không có bị stress giống như những nơi mà có cái khu vực nó bị à, hẹp nó bị nhỏ cho nên cái không gian thoáng đảng rất quan trọng. Cái nhà của người Mỹ người ta thiết kế cũng rất là rộng rãi để mà cư dân có thể thoải mái, sinh sống, học tập và làm việc. Nó đảm bảo cho sự phát triển của con người một cách tốt đẹp, một cách tối đa nhất. Tôi quay cho các anh chị xem là như vậy. Rồi, tạm biệt các anh chị và các bạn hẹn gặp lại ở video phần kế tiếp um, để các anh chị có thời gian xem đi xem lại cái video này và nếu có nhu cầu được tư vấn về các cái chương trình định cư hoa kỳ thì vui lòng liên lạc ở cái thông tin liên lạc trong cái video clip này nếu các anh chị và các bạn chưa có nhấn đăng ký ở kênh youtube của tôi thì xin vui lòng nhấn đăng ký để nhận được video kịp thời và ở trang facebook <laughs> Nếu chưa có like thì like để nhận được những cái thông tin kịp thời. Mến chúc các anh chị một ngày thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe cùng sự bình an. Xin cảm ơn các anh chị.